Sao ta cơ này quá nhanh đi má ơi, nãy giờ mấy điểm mày? Từ từ mày bắn với vàng đi má ơi. Má cái bầu quá khó khăn má. Con người nghe má này cũng hát nhơ hát đứt lắm. Có bầu không ngủ gì chơi nhẹ nhàng chứ mà pizza má ơi ghiền rồi. Yên không đạp thì mày bánh pizza nha. Đắp ơi đó, trời ơi em rồi. Vậy là bà có bầu mày vô bánh pizza vậy trời. Ngủ ghê trời. Không mày thì cái mày cổ hủ quá. Người ta hoạt động để dễ đẻ, hiểu không? Người ta hoạt động ra tập thể dục gì đó. Nó đang hoạt động vừa cái thân thể đó mà vừa trí não của nó nữa. Thôi mệt quá, nó về quánh đi má ơi. Về kiếm gì vậy? Xem về về nhà đi. Xem về nha. Không có được, cũng đang bự lên ngồi. Đúng là cắn cắn nào có được. Em biết cách em thế ngồi em chưa? Ủa sao mà chọn gì vậy? Thôi bay qua đây là 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 bay qua ôi ta anh không đá hụt rồi kìa. Ôi nghỉ chơi đi, về anh dẫn đi nè. Ủa đang chơi vui mà là vô duyên mấy. Mấy bài chơi được vợ tôi đang có bầu. Nó chơi đi rồi nó dễ đẻ. Đi đâu đi mà dễ quá. Vô nha. Cái gì vậy? Đâu có chơi 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 đâu á. Vậy á? Vậy anh ơi em đau bụng của anh ơi. Dạ. Em đau bụng của anh ơi. Anh ơi. Đổi xe coi trời ơi là đang sắp thành rồi đó. Sắp thành rồi đó. Bỏ cái cơ đi bảo đi. Lẹ lên. Đi ăn bánh xèo cái đẻ được không? Điên hả? Ê rồi sao nó vài bữa giữ xanh vài bữa nó mới xanh mà. Con sò nó vậy đó mày ơi. Bây giờ đau bụng. Thôi đi 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 ngoan đi bánh xèo cứ đi ăn đi đẻ. Trời bà nội ơi bà nội đẻ đi rồi ăn bánh xèo sao? Đi rồi ăn. Đi rồi ăn. Đi rồi ăn đi. Ủa. Em ơi để đây dừng khỏi chuyện gì tính nha. Em vô đây nằm lâu chứ bé? Dạ em cũng 5 ngày chị. Ủa là đẻ được 5 ngày hả? Dạ. Ôi chị đẻ 4 ngày rồi. Dạ. Nằm đây chán muốn chết luôn thiệt. Giờ nay khỏe chưa? Dạ chưa. Không biết sao nữa chứ em mệt muốn chết rồi chị ơi. Trời đẻ cái đâu mệt em ơi. Đẻ vui chết luôn. Chị đẻ nhẹ nhàng lắm. Thiệt. Chị đẻ gặn cái một rồi ra luôn. Chị coi đừng có khăn. Còn em hả, đau từ sáng tới chiều luôn á. Tới sáng hôm sau nó mới chịu ra chị ơi. Ờ mình nhưng mà được cái nha. Con chị đẻ đúng giờ đúng giờ. Đúng 12 giờ là con chị sinh ra luôn á. À 12 giờ. Hay chưa? Sao đẻ vậy Linh? Trời ơi. Ủa mà chị sinh trai hay gái vậy? Hả? Con chị hả? Dạ. Con trai. Con trai hả? Ừ, dễ thương lắm trời. Dạ, đẹp trai lắm. Ôi, người ta tưởng là quạch vậy đó. Thôi vậy mai mốt làm xui với em cũng được nè, em gái. Ê. Ôi, vậy làm xui luôn mẹ chứ rồi. Dạ. Tại vì gái lớn hơn có một ngày cũng không sao đâu. Không biết mai mình lấy làm cái thôn nó luôn cũng được. Ê, nó còn nhỏ quá chị ơi, không biết gì đâu. Dạ, không biết trời. Dạ. Ủa mà gia đình chị không vô hả? À, kìa, chồng chị vô tới kìa. Sao em? Hả? Sao vậy? Con này khỏe chưa? Khỏe rồi, con sao vậy? Con à? Con đang bú sữa kìa. Ơi. Bú sữa chưa? Đúng rồi. Đang bác sĩ đang chăm thả. Ủa mà anh? Có đem gì vô ăn không? Không, đâu có đem gì không? Vậy có lấy mấy bộ đồ nè, có đem gì ăn đâu. Ôi, vậy cho em mượn gọi anh. Làm gì? Cái số điện thoại là 6 vậy? Có không? À đây nè. À đấy, trong đó. Lưu trong danh bà á. Làm xíu. Cái này về mấy bộ đồ này để tắm rửa thay đồ. Mời ơi, con giận đã ghê á, được chồng vô thăm hàng ngày luôn. Ôi chồng em làm gì? Chồng em đi làm hò chiều mới vô. Dạ làm hò chiều mới vô hả? Dạ rồi vô xong xíu về ngủ rồi. Được cái chồng nghe chị không có làm như chồng em. À, chồng chị cao cấp hơn xíu. Chồng chị làm cái gì? Phụ hồ à. Vui ghê á. Chồng cứ lên thở thôi. Dạ không. Chồng chị phụ. Alo chị Sáu hả? Chị nghe nè. Trời ơi, nó nghe là mới nhắn tin cho chị đó. Thấy chưa?
thấy rồi bà nội ơi, bà nói nghe nè. Gì? Nghĩ sao vậy? Bị có cho đem đồ vô không vậy? Yên tâm đi, em nằm phòng riêng mà. Với lại mình không hiểu à? Ừ, phòng chủ, có hai đứa ở à? Thôi, hai đứa sale, sale hả? Chủ có mấy ảnh đó thôi. Gì? Chủ có mấy ảnh sao được? Em thắc mấy lần. Nha, nhưng mà đem đi kỹ nha. Rồi biết rồi, chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Tao biết tao chửi chết nó trời. Hả? Tao biết tao chửi gì tao. Rồi, để chị quỷ cho em cho nha. Rồi. Nói nha anh chút đi. Ủa, nói giờ gì vậy? Hả? Làm gì? Ờ, em kêu bà Sáu nhờ lấy vô giùm miếng đồ. À, ủa sao lấy đồ gì sao? Không nói anh lấy luôn nhờ bà Sáu. Ờ, có biết đâu. Là ông con trai là người biết đồ của người ta. Rồi bà nói nghe là đi về lấy giùm em bình nóng vô đây. Bình nóng hả? Ừ. Rồi. Rồi. Cái gì điện thoại nha. Rồi. Ê, tao nói nằm đây buồn chết bà luôn chứ mà thằng sao mà nằm trong nhà. Gán nhà bữa thì bữa hai bữa nó khỏe rồi chị về rồi. À dạ. Khỏe thì mình về chị. Ôi trời mặt xìu. Ủa? Cái gì hết hồn vậy trời? Cái gì vậy? À nội ơi, đã trốn bảo vệ rồi làm hết hồn vậy? Gì vậy? Bảo vệ nó thấy đang kêu em vô đâu? Ôi, hai chị em nó bị gian hay không? Có chuyện má thì cũng tàn ác nữa. Coi gì trời, về ăn bánh xèo cũng được hay gì á? Mọi người má thèm quá, người kêu ta tao mua cho một cái thôi. Không đỡ người. Ủa, anh cái đâu em? Yên tâm thì ngủ thích. Ủa, em phải đi tới đứa cho tao canh cho này. Tại với mẹ này hả? Ừ. Dễ thương quá nghe. Nè, nè, sắp, sắp, sắp. Ủa? Em đủ không? Ủa em nằm lên hả? Chồng em bỏ hả? Dạ chồng em đi làm hồ. À dạ. Chồng bé làm hồ. Ủa em bé không bà Liễu? Gì? Bé không? Ờ hả? Ờ. Nằm trong phòng kia kìa. Ý là phòng khác để em bé cũng cao. Bà Liễu sửa chưa? Hả? Sửa chưa? Còn chưa uống rồi. Bắt cái đây đá chồng cho tôi coi. Ủa chị? Ủa chị? Nghe nè, nghe nè. Chị hả chị? Chị làm cái gì vậy? Hả? Làm cái gì vậy? Trời ơi, chị chiên bánh xèo quá. Ủa? Ăn ngọt được. Yên tâm đi mà. Sao không? Trời, mới đây mình cái thèm bánh xèo. Trời ơi, đi chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Trời ơi, ta chỉ cá mồi mà, đi chuẩn bị sẵn hết trơn á. Ủa, được luôn hả? Được, sao không? Nó không chịu mua vô, nó nói đại chê là không có nấu. Nó nói người lại là không có ngon. Ừ. Nó sao mình chỉ trộn bột á. Chị Lý thích nước mắm mà này làm. Đó. Hiểu không? Nước mắm nào cũng ngon. Chứ ăn cho vui. Dạ, dạ. Nắm đây bên hên vậy hả? Chứ lại bột ở nhà làm á, xay bằng gạo. Chị đó. Nếu mà ở là xay ra luôn trực tiếp ăn ngon hơn. Một bịch ăn cũng ngon. Chú đây tao chế đi. Phải đủ cái gì? Đưa cho đầy đủ chứ. Nè giá rồi nè, đeo rồi nha. Ôi tao nói không ngày nằm bay buồn muốn chết luôn má ơi. Không ngày nằm bay buồn cuối ruột luôn. Ê có cái miệng với bà cũng dư. Ủa mày bật lên chưa vậy? Ê tao có nằm chưa nghe. Tắt rồi, thôi thôi. Nè đeo rồi má. Ê giá nè, giá nè, giá nè. Chinh chinh. À. Gì? Canh canh nha trời. Canh gụ cho nó. Á, cửa lại đi. Nè, nè, nè. Ha, bà tử cho nó rửa chưa? Trời ơi, yên tâm đi trời, để đây đi. Ủa, quên nhau hả? Dạ, em cũng gần đây ạ. Gần đây là đâu? Dạ, sát bên nè. Sát bên là đâu? Đây rồi, 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 đây nè. Hả? Chị đang ở đâu? Hả? Chị đang ở đâu? Chị có là hả? Mẹ à? À, thì em... Muốn bọn để lên đây là ở dưới đâu? Biết rồi. Ê, có cái đồ dẻ không trời? Chị? Mẹ cầm cái chảo ấy trời. Nóng lắm má ơi, xé gì nhiều vô. Xé nhiều vô là có nóng đâu. Ừ. Làm được thì bà Sáu bà làm cho mẹ. Lên bên nằm nghỉ đi. Thấy rồi, cái gì vui chứ. Đó, được rồi. Nóng hơn để tôi kiếm đồ dẻ à. Thôi má ơi, má bước lên đi má ơi, má nằm đi con đổ cho má ơi. Trời ơi, ghét quá trời rồi. Con kia đổ một trái tim nó mới chịu à. Ê, chậm đâu mày, chậm vô chưa? Chậm má, má lựa vô để hỏi liệu. Nó dục cái này. Ê mày có nói là trời ơi vậy đem đồ vô đổ xèo không vậy đừng nói nghe. Không có nói được yên tâm đi. Ừ, có đây cái nắp không vậy? Cái nắp đâu? Để nắp lên đi. Có cái nắp mà tôi có thấy cái nắp kìa. Sau lưng mà kìa bà nội ơi. Ê nó nghe là không có nhân hả má? Tự nhân rồi, tự nhân rồi. Kìa, cái nhánh vỏ kìa mẹ. Trời ơi, cái đồ bà nội ơi, ơi, có cái đồ ấy luôn kìa. Hồi nãy giờ tôi chết chết đi. Tao tưởng đâu mày đem thịt kho cho nó. Thịt kho gì thịt kho. Em có cái mỡ thì bé ơi, trên đùi em kìa. Ơ, xịt nói mắt không có ra mỡ. Mẹ này nè, tao mắt tao mơ. Ồ, ai nhưng niêm vừa như vậy. Trời ơi, chị niêm mà em biết cái nắp.
Ê, chị tính mua tôm nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Gì? Tính mua tôm mà hết rồi. Hết tôm hả? Ừ. Thôi xuống mà đổi rồi sáng mai làm biến quá. Ê, quá trời vậy trời. Đó, ấy luôn đi. Khác, khác rồi nè. À, trời ơi, nghe mùi thơm không? Thơm không? Thơm không? Ê, vừa đúng rồi này hả? Cái gì vậy? Cho bỏ gì vậy? Qua đâu mà, đâu mà. Được không? Cũng được. Thôi, mời số 1 con má. Chấm cho mày xác đi mày gửi. Bỏ đi má ơi. Thèm không? Thèm ăn trước cái này đi. Ăn cái người ăn đi. Ở đây nó sẽ ăn chung lắm. Trời ơi, ăn người thèm ăn trước đi rồi hỏi tôi tái. Coi bác sĩ nó vô nha má. Không có đâu, nghỉ trưa hết rồi. Có đồng má hồ người này. Mấy má này mới xanh khép khép lại xíu coi. Ồ, cái bột đấy. Ê, có bỏ dừa không vậy? Hả? Bỏ dừa. Trời ơi, bỏ miếng bia cho nó thơm nữa đó. Chị má. Trong đây nè, bột nó ngon. Ôi giờ tụi nó bằng he. Hổm gầy nằm đẻ, tụi nó bằng he. Lúc mà đẻ mà biết sao đẻ nhanh không? Tôi làm cái bánh, tôi làm bánh xèo cái gà luôn cái bột. Vậy yeah. Hả? Hay dữ hả? Hay là làm cái xèo luôn hả? Ngon. Ủa, mấy chị đang làm gì vậy? Bánh xèo ăn không bác sĩ? Trời ơi trời, tổ của mình bệnh viện người ta không biết chuyện gì đem gì mà xôn nồi niêu chảo vô đây chi bánh xèo ăn nghỉ. Ai bài gì chị? Coi hai cái chị này. Hai chị này đang là sản phụ mà sao không lên giường nằm mà đi xuống ăn như vậy? Không. Rồi chị nào là người bài cái chuyện này? Là chị. Ừ, bà đem vô á. Không có kêu. Không á. Em biến tin rồi, bà đem vô thiệt. Trời ơi, trong bệnh viện á, tụi em phải cấm rồi. Ăn uống là trong bệnh viện có chế độ đầy đủ hết trơn rồi. Mà đem ở ngoài vô nấu gì, trong phòng kính mà nấu kiểu này sao mà được. Thôi dẹp hết tụi em đi, còn hai chị này là người nhà nuôi đẻ là... Hai chị lên, chị không có ăn được nữa. Sao nữa? Ừ? Nói xin sao, sức khỏe mình còn yếu mà xuống đây bánh xèo là sao? Hai chị lên trên giường nằm giùm em đi. Trời ơi, ngồi đây xuống đây luôn. Hết sức rồi. Rồi hai chị này con dọn ra về giùm em đi. Bệnh viện người ta giống như vậy trời. Ừ rồi. Thôi ăn miếng đi. Không đâu đẻ đâu giờ tụi em đi. Ừ, ăn miếng đi. Hai đứa kia đẻ không ăn được. Cái vấn đề là sản phụ người ta cần nghỉ ngơi, còn mấy chị đang làm. Rồi chị này đẻ chưa? Không mấy chị ngồi xuống đây nè. Đem về đi má. Hai chị không dẹp là tụi chị không dẹp. Rồi rồi dẹp. Rồi dẹp nha. Cái nghe là về buổi chiều đẻ xong. Tiền ơi, bệnh viện mà những cái chỗ vậy. Hai chị nè. Em nói có thèm quá thì mình kêu á người nhà mua vô mình ăn thôi. Chứ đừng có kêu mà ăn vô làm cái này không chuyện của tôi. Ông ngoài mua không có đảm bảo gì hết trơn. Ở ngoài làm cũng ngon. Em nhà làm bột nó xay bằng ngang đúng không? Rồi sao chị không kêu mấy chị ở nhà làm sẵn rồi chị đi vô ra thôi. Tại sao em ở nhà không làm sẵn đem vô ăn đâu má? Ai biết đâu mày có nói với tao rồi. Ờ. Thì mà không nhắc sao biết. Tôi bảo là mẹ sao kêu qua lốt đi tao đi luôn hả? Nghe mày nói. Cái thì ba mẹ tới đi. Trời ơi, anh dẹp cho em đi, không có muốn vậy à? Rồi, dẹp, dẹp. Bữa này trong bệnh viện thì ăn uống thoải mái còn về nhà phải cử nha. Tao biết rồi. Ủa mấy chị đừng nghĩ ơi, còn mấy chị dọn dẹp lại lễ cho em đi. Em mà ngon lắm á. Ngon thì chị ăn rồi chị dẹp cho dùm em đi cho người sản phụ nghỉ ngơi. Tao khó tính chứ trời. Không phải là khó mà theo quy định của bên em thôi.